Thưa quý vị, mặc dù nhận được rất nhiều những cái lời khen tiếng chê, song dường như chúng ta có thể thấy rằng là chưa bao giờ như là ở thời điểm hiện tại thì các chương trình game show hay là truyền hình thực tế lại bị công kích nhiều như vậy. Khán giả thậm chí là có rất nhiều người đã quay lưng và chính bản thân của các nghệ sĩ thì cũng không ít người trong số họ, họ cũng đã lên tiếng phản đối. Vâng, và nói kỹ hơn về điều này thì chúng tôi xin nhắc lại một câu trích dẫn của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cách đây không lâu là game show là sự giật lùi văn hóa. Hoặc là ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi thì cũng đã có những cái chia sẻ, thậm chí là từng kêu gọi là hãy dừng những cuộc thi tìm kiếm tài năng lại vì thị trường Việt Nam là cũng khá nhỏ thôi và chúng ta không có nhiều tài năng. Và bản thân anh thì cũng không còn niềm tin vào những show truyền hình thực tế vì Thanh Bùi cho rằng hiện nay thì các nhà làm chương trình truyền hình thực tế thì họ đang kinh doanh chứ không phải là vì nghệ thuật nữa. Vâng, vốn được coi là một trong những cái món ăn tinh thần không thể thiếu của quý vị khán giả. Nhưng mà trong những cái cơn bão game show hay là những cái chương trình truyền hình thực tế loạn lạc như vậy, như hiện nay, thì có lẽ rất nhiều người trong số chúng ta cần phải có những cái sự khắt khe hơn với những cái món ăn này. Tuy nhiên thì khắt khe đến đâu, với ai thì đó hẳn là sự chắt lọc hay là sự chọn lựa riêng. Và ngay trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe những tâm sự từ một người trong cuộc. Có mặt trong buổi họp báo ra mắt một chương trình truyền hình thực tế, vua nhạc sến Ngọc Sơn là một trong số dàn sao khủng đảm nhiệm vị trí giám khảo của chương trình, được kỳ vọng là sẽ góp phần làm sống lại những tình khúc bất hủ. Đây là một game show ca hát giao hòa giữa các giọng ca thành danh và các giọng ca trẻ. Mục đích tốt, chiêu thức PA bài bản, có sự đầu tư với sự góp mặt của nhiều tên tuổi. Trong thời buổi các game show truyền hình thực tế bị coi là bão hòa như hiện nay, chưa biết game show này có đem về doanh thu khủng hay không, nhưng rõ ràng nó vẫn đang được coi là một trong số các chương trình thu hút, đặc biệt là với những khán giả ở thị trường miền Tây. Đó chỉ mới là một trong số 10 game show giải trí mà đơn vị Chess Studio đang nắm giữ. Kính chào anh Ngọc Sơn, rất vui vì được gặp anh trong chương trình ngày hôm nay. Anh có thể chia sẻ lý do anh tham gia game show này hay không ạ? Xin chào Hoài Thu và khán thính giả VTC. Ngọc Sơn rất vui được tham gia chương trình Hãy Nghe Tôi Hát mùa 2. Tại vì mùa đầu đã có tham gia và mùa này cũng được mời đến tham gia. Thì Ngọc Sơn thấy cái chương trình này là chương trình rất là thú vị. Sân khấu hoành tráng hơn, đầu tư công phu nhiều hơn. Rất bổ ích cho tất cả những anh em nghệ sĩ để cống hiến hết sức mình với đại gia đình để trau dồi thêm đàn em hát lại những ca khúc của thế hệ trước và được thế hệ trước chỉ dạy, truyền dạy cho những kinh nghiệm để làm sao hát tốt hơn nữa. Thời gian gần đây thì khán giả thấy cái tên Ngọc Sơn phủ sóng ở rất nhiều các game show truyền hình khác nhau. Vậy nhận định của anh về thị trường game show này ở Việt Nam hiện nay như thế nào? Thì có rất nhiều ý kiến thuận và nhiều ý kiến trái chiều về game show. Mỗi cái game show đều có những cái hay riêng khác nhau. Nhưng mà riêng Ngọc Sơn nhận những game show là Ngọc Sơn đã suy nghĩ trong lòng mình làm sao phải cống hiến. Đây không phải những nụ cười, những cái show, game show là bình thường. Nhưng mỗi lần Ngọc Sơn lên sân khấu, Ngọc Sơn muốn truyền tải lại cái kiến thức âm nhạc, cái hành trang về những cái kỹ năng của mình đã được học, đào tạo nhà trường chính quy, lớp đại học thanh nhạc. Có ý kiến cho rằng một năm game show truyền hình thì sẽ bóp chết 15 năm lao động nghệ thuật của sân khấu chính thống. Khi mà mình nghe một cái ý kiến như vậy thì anh Ngọc Sơn có tán thành không ạ? Game show truyền hình đó, làm sao bóp chết được? Chúng ta không thể dựa trên một hai ba người để nói mà nói chung là cái phát ngôn chung được. Trong một gia đình cũng có người này người kia, trong một quốc gia, trong một hệ thống cũng có người này kia. Nhưng cái đó là đúng hay không, mình phải nhìn cái tổng thể đúng hay không. Ngọc Sơn ủng hộ game show truyền hình tại vì mọi người đó chưa thấy cái bổ ở chỗ đó thôi, chứ Ngọc Sơn thấy rất là bổ. Đôi khi tiếng cười tại sao nói như thế này cái kia, rồi đôi khi hát cũng như dòng thi hát thì được các huấn luyện viên huấn luyện cho hát hay đào tạo cho các em, trải thảm cho các em mà đi. Chứ ngày xưa Ngọc Sơn đạp xe đạp muốn xỉu lên sân khấu tập là xỉu tại chỗ luôn, là đem đi cấp cứu xỉu tại chỗ luôn, là không đủ ăn mà là đâu có được cái truyền hình mà như bây giờ pizza được lăng xê được đưa lên đội khung luôn, đội khung lăng đưa lên đội khung, ai mà có một chút xíu tài năng là đưa đội khung luôn rồi. Chứ làm gì là bóp chết được. Sao Ngọc Sơn thấy là đó, mình chúng ta tất cả các nghệ sĩ, tất cả khán giả đại gia đình từ Việt Nam đến thế giới phải cảm ơn những cái chương trình game show truyền hình. Trước thực trạng sân khấu thì lao đao, các nghệ sĩ đặc biệt là nghệ sĩ kịch nhiều năm nay thì đã khó lòng có thể sống được với nghề. Thì hàng chục game show truyền hình lớn nhỏ vẫn cứ thế tiếp tục được trình làng trên sóng truyền hình. Một số nghệ sĩ đứng trước thực trạng này thì họ đã nói không với các chương trình truyền hình thực tế hay là hài thực tế. Với anh Ngọc Sơn thì sao ạ? Một số game show truyền hình đã mời Ngọc Sơn rất nhiều lần. Nhưng ví dụ như là chương trình mời 3 năm không có nhận, nhưng năm nay thì nhận.
Tôi nghiên cứu kỹ về chương trình rồi, có cái kiến thức mình đã hiểu biết từ đúc kết từ mấy chục năm, cái sự dạy dỗ cho truyền lại thí sinh ngày sau nó còn dài lắm, nó là một bí quyết của cửu âm chân kinh. Thành ra là game show truyền hình đối với Ngọc Sơn sẽ không bao giờ nhàm chán, chứ không phải lên trên đó để mà chúng tôi sẽ đấu tranh, tôi sẽ được giải này giải thưởng nọ hoặc treo huy hoàng cho cờ này nọ. Nhưng mà cái vấn đề đó là truyền lại cái kiến thức, cái knowledge, cái trí tuệ và cái năng lực và cái nhựa sống cho tất cả các em. Có thể nói là các chương trình hài nhiều năm gần đây thì vẫn cứ nhan nhản trên sóng truyền hình với nhiều cái luồng ý kiến khác nhau, và chủ yếu trong đó là những cái lời chê hài nhảm, hài xàm. Thế nhưng mà những cái chương trình đó thì vẫn cứ tiếp tục được phủ sóng với một lượng người xem không nhỏ. Cái này cũng hơi khó nói. Ngọc Sơn cũng thích xem hài và cũng xem các nhiều nghệ sĩ hát diễn. Sơn cũng rất là thích. Mỗi cái chương trình đều có cái hay khác nhau và có cái ưu và những cái khuyết. Các bạn nói là hài đông quá, đôi khi người nói nhảm nhí nhiều quá bị bội thực. Bội thực thì tự đào thải mà thôi, đó quy luật tự nhiên, đúng không? Nếu mà bội thực thì không có số lượng view truy cập nhiều, đại gia đình không xem truyền hình nhiều, thì cái chương trình đó lại không có trả được cho nghệ sĩ, không phát triển được. Đó là đào thải tự nhiên. Nói chung là Ngọc Sơn không có bênh vực gì bên hài ấy nhiều. Nhưng mà có thể các bạn không thích nhưng người khác thích thì sao? Tại vì phục vụ không phải một hai người, một nhóm khán giả. Cái chương trình là phục vụ số đông. Có nhiều người tham gia game show có nhiều mục tiêu lắm, vì lên truyền hình này nhẹ nhàng thoải mái bình luận vài câu, lại còn phủ sóng trên truyền hình và cát xê cũng khá cao. Mỗi người có một cách sống khác nhau, các bạn thì cần được cũng có thực với vực được đạo, có nhu cầu mục đích muốn được mọi người biết đến, thì đại gia đình người ta ai mà ca sĩ nào không muốn được như vậy. Ngọc Sơn thì khao khát là truyền cho các em, mình để lại cho đời là gì? Không phải Ngọc Sơn để lại có nhiều tiền, tôi bao nhiêu tài sản tôi cho này, không phải, không bằng cho cái trí tuệ, cái sự học hỏi mình đã từ lâu. Và cái giọng hát trời cho mình, cái cộng hưởng của thanh nhạc của mình, nó vang lên như vậy. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Hoài Thu không biết thì Hoài Thu có xem bóng đá Euro chắc để đúng không? Thấy Ronaldo chạy rồi có bị đau chân không, nên chạy cũng tội phải không? Đôi khi thấy Messi đau chân ôm chân ra ngoài, tại vì sao? Tại vì con người là cơ bắp trời cho nhiều thì đá riết cái cơ nó giãn ra thôi. Rồi qua 30 tuổi thì cũng phải giải nghệ. Ca sĩ cũng vậy. Nghệ sĩ có tội tình chi mà sao lắm kẻ sân si chê cười. Đời ơi xin chớ nặng lời vô ơn. Never. Mình nói câu này hơi nặng. Người ta chọn lọc. Sau đó là cảm ơn truyền thông. Chắc chắn truyền thông báo chí sẽ góp ý. Cái này truyền thông TV, báo chí sẽ góp ý. Bạn chưa đúng cái này, bạn không đúng cái này, bạn lên nói cái này. Hoặc là mình góp ý có nặng lời hơn nữa, thì nghệ sĩ tự thấy đau và phải tự suy nghĩ rằng mình phải nên làm cái gì để mà khắc phục